Từ đầu năm 2021 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm đã xử phạt trên 2 tỷ đồng đối với 21 doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực đất đai và xây dựng trên địa bàn huyện Văn Lâm. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành đã xử phạt hành chính đối với 9 doanh nghiệp với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Hiện huyện Văn Lâm đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính đối với 12 doanh nghiệp với số tiền gần 800 triệu đồng. Được biết trước tình trạng các doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực đất đai xây dựng, huyện Văn Lâm đã thành lập đoàn kiểm tra trật tự xây dựng đất đai từ ngày 15 tháng 4 đến nay đã phát hiện 37 trường hợp vi phạm. Trong đó, nhiều nhất tại các xã Chỉ Đạo 10 trường hợp, xã Đại Đồng 7 trường hợp, xã Minh Hải 5 trường hợp, xã Lạc Đạo và Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh mỗi địa phương 3 trường hợp. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Tân Thành ở Minh Hải bị xử phạt 100 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Techwood ở thị trấn Như Quỳnh bị phạt 100 triệu đồng đều do san lấp mặt bằng và xây dựng không phép.